rất là nhỏ. Dạ, tiêu. Quanh ví dụ nay mình đi nhiều người hơn thì có tiền nhiều hơn không? Giá khác không? Đây mình thuê thuyền chơi xuồng là dưới 6 người là 300-350, còn mà trên nó thì giá nó khác. Sài Gòn không anh? Nó đều đổi ghe hả? Dạ. Bán xíu hết rồi. Mấy ghe đó lấy thì bán lẻ, lấy bán bán đồ ăn cái gì hả? Đúng rồi. Thôi được rồi, nãy bán cho mình nghe thì bán đồ ăn cái gì hả? Mày muốn riêu không à? Muốn riêu à? Cái gì là muốn riêu đi anh, thằng làm tôi muốn riêu đi. Cái gì làm tôi muốn riêu đi. Golden MZ là bữa về đây là có ăn uống riêu à? Hiền con ăn mà. Hiền ăn không? Hiền anh với Hiền à? Ăn. Mẹ với Hiền ăn, con mẹ ăn không? Mẹ không ăn thôi, con với Hiền ăn. Như quay vô anh với Hiền. Đừng làm cái tỏ nha. Uống riêu không con? Hai tô. Quay đẹp. iPhone có mấy cái bự bự chọn. Chẳng biết nó lựa. And the boat's not fit in, not into a market. And the boom ends.
CP just like the bird cat here. Bé anh tô hiền nữa. Ủa? Mẹ à, sợ kiếm rồi. Một con nữa. Dạ đúng rồi. Này đủ luôn, này đủ luôn. Này hiền này lấy nè. Nhớ quay đàng hoàng nha. Tay như dính liền. Dính đâu? Cầm vậy mà dính đâu dính. Lên đây ngồi nè, quay anh ăn chút nè. Trời. Đang VTV đang quay mình đấy Ben. Đâu? Xu lưng kia. Trời ơi trời. Dạ không, cảm ơn anh. Bên chép lên VTV hả? Lên hoài mà, vừa rồi mới lên mà. Ok, mọi người ơi thì tôi muốn review mình thì có tí heo nè. Sườn. Bất nhiên là món rút này với lại cua, chả cua, cua hấp, có thêm củ cải nữa, thịt ba rọi. Giá rồi hẹ, giá hẹ, rồi thêm mấy cọng quế nữa. Là như quên cho cái tặng tay canh này. Để thử miếng nước nha. Tại vì mình đi mà, mình đi ra ngoài mấy cái khu mà như vậy mình phải thưởng thức những cái local food không? Về cái món ăn địa phương thì khu vực ở dưới miền Tây này thì họ làm hơi ngọt đó, rồi ăn thì hơi ngọt đó, nhưng mà cái này món này chưa không có ngọt lắm. Mùi món cơm bốc lên rất là đã. Rồi để mình thử một miếng nha. Đây hai chị này là tới từ Ý đó, và đây là okay. Một tô cho anh Phong mới là mới làm ít thôi, không có ăn nhiều xàm dữ lắm. Ăn ít cho bớt xàm. Và lấy cái anh này là con của cô bán nữa, nó cái anh rất là tốt. Thường cái con du lịch vậy, những người địa phương này là chọn nhau lắm. Ngon, nói chung là vậy. Dạ. Mẹ nghe chưa? Ông Nghĩ ăn đi cho bớt xàm. Người anh ăn một bánh, bánh nước sáng anh. Nước sáng qua phê đi. Anh kêu ông phê đi. Xàm vô máu rồi, ông Trâm ông ơi. Tay không? Rồi đó đây.